một con đường mang cả chiều dài lịch sử và văn hóa dân tộc. Những tác phẩm nghệ thuật trở thành cột mốc chủ quyền linh thiêng nơi hải đảo xa xôi. Và bộ sưu tập giải thưởng khẳng định tài năng người họa sĩ. Tất cả hiện diện trong người phụ nữ bé nhỏ, đam mê gốm, đam mê nghệ thuật công cộng và sâu sắc một tình yêu Hà Nội cùng biển đảo quê hương. Vâng, và vào lúc này thì hãy cùng chúng tôi chào đón sự hiện diện của họa sĩ kiến trúc sư Nguyễn Thu Thủy. Vâng, xin được cảm ơn chị đã dành thời gian cho Đường Đến Thành Công. Xin chào Minh Ngân, xin chào các quý vị khán giả. Trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì xin được mời chị Thủy cũng như quý vị khán giả theo dõi những hình ảnh sau đây. Đã 6 năm kể từ ngày con đường gốm sứ hoàn thành như một món quà đặc biệt mừng đại lễ nghìn năm Thăng Long Hà Nội. Đã 6 năm để con đường ấy trở nên thân thuộc, gần gũi, đi vào lòng mỗi người dân và trở thành một trong những biểu tượng của Hà Nội. Cũng 6 năm qua, người Việt Nam có thể tự hào về con đường được trao kỷ lục Guinness, bức tranh ghép gốm sứ lớn nhất thế giới, với đoạn tranh Hoa văn Việt Nam trong dòng chảy lịch sử dài 810m và có tổng diện tích lên tới 1.570m2 từ cửa khẩu An Dương tới cửa khẩu Tân Ấp. Và không chỉ trong 6 năm đó, mà mãi sau này cũng vậy. Con đường gốm sứ sẽ luôn là con đường của tình hữu nghị. Một con đường mà mỗi khi nhớ tới lại khiến người ta nghĩ về hàng trăm nghệ sĩ, nghệ nhân đến từ khắp mọi miền đất nước và một số quốc gia trên thế giới đã trực tiếp tham gia thực hiện. Cũng như gửi tặng những viên gạch nghệ thuật cho dự án đầy ý nghĩa, nhân văn và độc đáo này. Vâng, thưa chị, vừa rồi thì chúng tôi đã mạn phép giới thiệu lại một số cái hình ảnh về một trong số những cái công trình nghệ thuật công cộng gắn liền với tên tuổi của họa sĩ Nguyễn Thu Thủy, đó chính là con đường gốm sứ. Được biết là con đường này đã được khánh thành và cũng như là được công nhận là con đường gốm sứ dài nhất ở trên thế giới nhân kỷ niệm đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Chị chia sẻ với chúng tôi một chút về cái cảm nhận, cảm xúc của chị khi mà công trình nghệ thuật này được khánh thành và đi vào vận hành trong 6 năm qua. Thực sự rất là vui khi từ đầu năm 2007 cho đến năm 2010, sau 4 năm triển khai thực hiện, thì con đường gốm sứ đã hoàn thành với một cái chiều dài kỷ lục được tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới công nhận đúng vào buổi lễ khánh thành. Và trên tổng chiều dài 4 km thì các trường đoạn đã tôn vinh những cái vẻ đẹp của truyền thống lịch sử Việt Nam. Ví dụ như các đoạn, các họa tiết hoa văn theo dòng chảy lịch sử từ Đông Sơn qua Lý Trần Lê Nguyễn. Các đoạn tranh gốm thể hiện những cái nét đặc trưng tiêu biểu trong văn hóa, trong kiến trúc của các di sản văn hóa Việt Nam, các thành phố Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh và những cái nét đẹp trong thổ cẩm và trang trí kiến trúc của 54 dân tộc anh em. Các đoạn tranh gốm của các bạn nghệ sĩ quốc tế để lại một cái dấu ấn như là một món quà tặng ý nghĩa dành cho thủ đô Hà Nội.
gần như là không có đoạn nào lặp lại đoạn nào. Và tôi rất vui khi là trong những năm qua thì ý thức của người dân đã tốt hơn lên rất nhiều khi có con đường gốm sứ, vỉa hè được lát lại và cây xanh được trồng giữa hai bức tường. Và rất là vui khi các bạn bè quốc tế đến thì đều đi thăm và có những cái lời khen ngợi. Cái công trình rất là đặc biệt, rất là Việt Nam, khác với cả tất cả các công trình khác trên thế giới. Xin chia sẻ với chị là cá nhân tôi thì mỗi lần mà đón các cái bạn quốc tế đến Việt Nam và đi từ sân bay Nội Bài về Hà Nội thì lúc nào chúng tôi cũng chọn lựa chọn cái con đường đi, đó là đi qua khu vực con đường gốm sứ để các bạn có cái ấn tượng đầu tiên về Việt Nam. Chị có thể chia sẻ với chúng tôi là từ đâu mà chị có cái ý tưởng hình thành con đường gốm sứ và tại sao chị lại lựa chọn khu vực đường D chạy dọc theo sông Hồng để thực hiện cái tác phẩm này? Trước đây khi đi làm tôi đi qua cái giải đường D đấy, nguyên là một cái đường D bê tông rất là đen xấu. Và đầu năm 2003 khi chứng kiến cái cuộc khai quật khảo cổ ở trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, tôi đã rất ấn tượng khi nhìn thấy những cái di vật gốm của cha ông xuất lộ từ những cái địa tầng văn hóa, một cái dòng chảy lịch sử xuyên suốt thể hiện trên các họa tiết hoa văn. Và tôi đã nghĩ về một cái dòng chảy lịch sử quá đẹp, quá truyền thống của cha ông được lưu giữ ngay tại trung tâm giữa trái tim thủ đô. Và đến khi tham gia một cái khóa đào tạo báo chí quốc tế, tôi đã đặc biệt ấn tượng về các công trình gắn gốm của kiến trúc sư Antonio Gaudí ở Barcelona. Tôi đã thấy một cái hiệu ứng rất là đặc biệt của gốm khi ở ngoài trời, nó hoàn toàn có thể chịu được mưa nắng và là một cái chất liệu bền vững có thể ứng dụng vào các công trình ngoài trời. Tôi đã nảy ra ý tưởng là sẽ kêu gọi các bạn nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế cùng chung tay để tạo nên một cái món quà tặng ý nghĩa chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội sẽ diễn ra vào năm 2010. Thế là 4 năm kiên trì gửi thư mời các bạn nghệ sĩ quốc tế, rồi mời các bạn nghệ sĩ trong nước, rồi vận động tài trợ. Thực sự là tôi cũng rất là may mắn khi được các bạn bè đồng nghiệp ủng hộ. Và kết quả là đến tháng 10 năm 2010, thì đúng ngày vào ngày lễ kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội, thì tổ chức kỷ lục Guinness đã trao bằng chứng nhận là bức tranh gắn gốm lớn nhất thế giới cho con đường gốm sứ. Nghe chị kể với niềm vui như vậy thì chúng tôi mường tượng là chị đã gặp những cái thuận lợi, ví dụ như là được sự hỗ trợ của các cái nghệ sĩ trong nước, quốc tế, các cái tổ chức tài trợ ở cả Việt Nam cũng như là các cái quỹ văn hóa quốc tế. Còn những cái khó khăn thì sao thưa chị? Thực sự là lúc đầu mọi người đều ngăn cản tôi, nói rằng một cái ý tưởng rất là lãng mạn nhưng mà rất là viển vông. Có người bảo tôi là chắc là phải 15-20 năm mới có thể thực hiện được. Thực sự là khó khăn. Nhiều lúc tôi đã thấy rất là không biết là mình còn có thể triển khai tiếp được dự án hay không. Có những cái lúc mà cũng bị phản đối vì chuyện là đặt logo của nhà tài trợ như thế nào, to hay nhỏ. Rồi dự án lại là làm ở ngoài trời dưới cái nắng nóng khắc nghiệt, rồi những ngày đông giá rét. Thế cái khó của nghệ thuật công cộng đấy là làm thực hiện ở cái không gian thời tiết khắc nghiệt mà khí hậu ở nước mình lại là khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, rất là làm việc rất là vất vả. Nhưng với cái niềm đam mê và cái khát khao để thể hiện công trình như một cái món quà chào mừng 1000 năm Thăng Long Hà Nội, và chúng tôi đã vượt qua được tất cả những khó khăn đó để hoàn thành công trình. Từ hồi có con đường gốm sứ xây cách đây mấy năm rồi đấy, nó trông nó đẹp hẳn thành phố ấy, trông nó rực rỡ hẳn lên. Rất nhiều hình ảnh, nó biểu tượng cho cái Hà Nội ngày xưa và ngày nay. Đường đi vào người ta tưởng như là đi vào công viên chứ không phải là thành phố nữa. Con đường gốm sứ như là một bài học về văn hóa lịch sử. Và mỗi lần đi qua em cảm thấy rất là thú vị khi được nhìn ngắm bức tranh và tiết thị lịch sử cho mình ạ. Mỗi lần đi qua đây tôi cảm thấy rất là bồi hồi và xúc động. Khi có con đường gốm sứ, nó có rất nhiều những cái bức tranh đa dạng. Bức tranh thì nói về các anh thiếu nhi đương vui chơi trong một cái không gian, một cái không khí rất là hòa bình và vui vẻ. Và có những bức tranh đã tả lên những người nông dân đang là cắt lúa, họ rất là miệt mài chăm chỉ. Và có những bức tranh đã vẽ lên những cái bản hùng ca của dân tộc. Mong muốn rằng là cái con đường gốm sứ này luôn luôn mới và luôn luôn sạch đẹp, và để cho không những người Hà Nội và tất cả chúng ta, những người Việt Nam và người nước ngoài đến đây để chiêm ngưỡng cái tác phẩm nghệ thuật này.
Có thể nói là con đường gốm sứ là một cái dấu ấn rất là rõ trên con đường sự nghiệp của chị. Chị đã thành công khi mà dám thử sức mình với một thể loại mới, thể loại nghệ thuật công cộng, và chị đã thành công khi mà ứng dụng cái niềm đam mê của mình với gốm vào trong cái tác phẩm tuyệt vời này, đúng không ạ? Vâng, ở Việt Nam thì đến bây giờ chúng ta không có nhiều những cái công trình nghệ thuật công cộng như vậy, cũng không có nhiều công trình với một cái quy mô lớn đến như vậy. Vậy thì cá nhân chị có thể chia sẻ với chúng tôi, chị đã bắt đầu nghĩ tới cũng như là tìm hiểu về nghệ thuật công cộng từ bao giờ, và điều gì khiến cho chị đam mê với loại hình nghệ thuật này ạ? Mình rất là may mắn là vì khi mà bắt đầu làm con đường gốm sứ là mình được quỹ Ford Foundation tài trợ. Thì các bạn muốn cho mình được nhìn thấy là trên thế giới bây giờ mọi người phát triển nghệ thuật công cộng như thế nào, thì mình có được các bạn mời sang Mỹ, và các bạn đã đưa mình đi tham quan khắp các công trình nghệ thuật công cộng. Thì mình phải thán phục là nghệ thuật công cộng quá phát triển ở Mỹ, và chính những cái tác phẩm của các bạn đã truyền cảm hứng cho mình, tiếp thêm cho mình sức mạnh là các bạn làm được thế mà chẳng nhẽ mình lại không làm được. Nên là đấy cũng là một cái động lực và tấm gương của các bạn làm cho mình quyết tâm phát triển nghệ thuật công cộng ở Hà Nội và các đô thị ở Việt Nam, cũng như là tiêu chí mình đặt ra là tác phẩm phải đẹp, phải được công chúng và quốc tế công nhận. Và mình đã đưa ra những cái ý tưởng và đã có được những cái thành công nhất định. Ví dụ như là sau con đường gốm sứ, mình đã thể hiện cái lá cờ Tổ quốc rộng 312 m² ở đảo Trường Sa lớn. Và sau đấy thì mình có thể hiện cái đài phun nước bông sen vàng tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Thì mình có mang tác phẩm này dự thi tại cuộc thi thiết kế quốc tế lần thứ 8 tại Los Angeles và nhận được giải khuyến khích. Giải nhất là tác phẩm thiết kế bảo tàng nghệ thuật ở Oslo, Na Uy. Không có giải nhì, giải ba, và có 10 giải khuyến khích, thì trong đấy có cái tác phẩm đài phun nước bông sen vàng. Và sau đó thì mình thể hiện một cái tác phẩm nữa là Trái tim tình yêu Hà Nội bên Hồ Trúc Bạch. Mình rất là vui khi làm những công trình này thì rất là nhiều bạn khách du lịch đi ngang qua ngay trong lúc đang làm, rồi lúc hoàn thành là các bạn kiểu gì cũng dừng lại để chụp ảnh. Các bạn có chúc mình một cái câu này mình rất là thú vị, tức là chúc bạn là không bao giờ dừng lại, never stop. Cá nhân chị có bao giờ nghĩ rằng mình đã chọn một con đường tương đối khó đi hay không ạ? Bởi vì là ở Việt Nam thì không có nhiều nghệ sĩ hướng hẳn tới nghệ thuật công cộng, và cũng chưa có nhiều nghệ sĩ mà dám nghĩ, dám làm. Đúng là nghệ thuật công cộng là một cái nghệ thuật khó, là vì nó hiện diện hàng ngày, trước mắt hàng nghìn con mắt mọi người nhìn đánh giá, có những người khen, người chê, và mình cũng luôn đặt cái trách nhiệm cao là tác phẩm phải thật đẹp và hài hòa với không gian xung quanh, và tính đến cái độ bền vững của tác phẩm. Đấy, nghệ thuật công cộng là đòi hỏi rất cao cái tính trách nhiệm của người nghệ sĩ. Có người cho rằng nghệ thuật công cộng chính là viên ngọc của không gian sống, nhưng để những viên ngọc đó được hình thành, tỏa sáng và làm dịu tâm hồn những người dân vốn tất bật ở các đô thị lại là điều càng khó khăn hơn gấp bội. Hiếm có nghệ sĩ nào mà không mơ ước rằng tác phẩm của mình sẽ được thành phố, quốc gia trân trọng, trưng bày tại một địa điểm công cộng. Đó là niềm tự hào khi tài năng được thừa nhận, nhưng cũng là cảm giác hạnh phúc khi thông điệp của họ đã đến được với công chúng. Đúng là một cái duyên nghề nghiệp đã dẫn dắt tôi đi hết từ công trình này đến công trình khác, trở thành một cái niềm đam mê. Chính xác là tôi đã đam mê, say mê được chinh phục và làm đẹp những cái không gian. Và tôi luôn luôn tâm niệm là các công trình này phải thật ý nghĩa, thật đẹp. Nghệ thuật công cộng đòi hỏi cái tính trách nhiệm rất cao của người nghệ sĩ, vì nghệ thuật công cộng là sẽ hiện diện trước rất nhiều con mắt, rất nhiều sự đánh giá. Nếu mà mình không làm nó một cách tốt nhất thì mình sẽ thất bại.
Và mỗi lần hoàn thành xong các công trình nhìn lại thì tôi cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc. Tôi mong muốn là công trình đấy mang lại niềm vui, mang lại một cái nhìn tươi mới cho công chúng và đóng góp vào làm đẹp các không gian đô thị. Con đường gốm sứ ven sông Hồng, trái tim Hà Nội ven Hồ Trúc Bạch, đài phun nước bông sen vàng trong vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Tất cả những tác phẩm gốm sứ ấy đã đi vào đời sống, gắn bó với người dân và trở thành những biểu tượng nghệ thuật đầy tự hào của người Hà Nội. Với họa sĩ Nguyễn Thu Thủy, nghệ thuật công cộng không chỉ là niềm đam mê được thỏa chí sáng tạo, không chỉ là những đỉnh vinh quang người nghệ sĩ hướng tới trong đời, mà đó còn là tâm huyết của một người con, người nghệ sĩ luôn khát khao được cống hiến, được làm đẹp cho mảnh đất quê hương, nơi chị sinh ra và lớn lên bằng những gì thân thương, gần gũi. Gặp chị Thủy ấy, thì cảm nhận là chị là một người rất là yêu gốm, yêu cái nghệ thuật ghép mảnh này, và cái ý tưởng của chị là chị muốn thực hiện một cái công trình mà để dành cho cộng đồng, mọi người đều có quyền thưởng ngoạn và mọi người đều có quyền yêu thích nó. Như phần trước chị cũng đã chia sẻ rằng chị cũng đã thực hiện một số những cái tác phẩm nghệ thuật công cộng tại một cái địa danh rất là đặc biệt, đó chính là quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Chị có thể chia sẻ với chúng tôi cơ duyên nào đã gắn chị với cả địa danh đặc biệt này ạ? Năm 2011 là lần đầu tiên tôi xin phép Bộ Tư lệnh Hải quân và được Bộ Tư lệnh Hải quân cử đi một chuyến đi khảo sát tại các đảo ở đảo Trường Sa. Và khi đó là tôi đã đề xuất cái ý tưởng là làm một cái lá cờ gốm sứ rất là lớn. Ý tưởng của mình là khi đi trên máy bay hay search Google Earth thì mọi người đều có thể nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng năm cánh của Việt Nam trên thủ đô của quần đảo Trường Sa Việt Nam. Một lời khẳng định chủ quyền của Việt Nam thông qua nghệ thuật. Và trong cái chuyến đi khảo sát này thì tôi lại càng nảy sinh thêm những cái ý tưởng mới khi mà bước chân lên đảo và thấy là tất cả các đảo đều đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện để cho đẹp hơn. Và những cái công trình mà tôi làm ở ngoài đảo thì rất là được hoan nghênh đón chào, là vì là lần đầu tiên là có những cái công trình văn hóa nghệ thuật trang trí đẹp thêm các không gian của đảo. Và thực tế là từ ý tưởng cho đến khi hoàn thành thì vô cùng cảm động khi mà bạn đến tận nơi, bạn được trực tiếp làm, được sống giữa cái không gian của quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc thì rất là cảm động. Vâng, nghe chị chia sẻ thì cá nhân tôi cũng cảm thấy rất là tự hào, cảm nhận được một phần nào đó cái cảm xúc của chị khi mà thực hiện được một cái tác phẩm như vậy, gửi gắm được nhiều tâm tư tình cảm như vậy đến cho một vùng chủ quyền hết sức là thiêng liêng của Tổ quốc. Được biết là sau thành công của tác phẩm Lá Cờ thì chị cũng đã mạnh dạn cũng như là đầu tư tâm huyết để có thể cho ra đời thêm nhiều những cái công trình khác nữa. Trong đó thì có một công trình vừa mới đây đã được khánh thành, đó là công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại trên đảo Sơn Ca. Chị có thể chia sẻ cụ thể hơn với chúng tôi về công trình này? Đấy, như đã chia sẻ với các bạn là trong những năm 2011 đến 2012, 2014, 2016 mình đã ra Trường Sa 5 lần. Và để thực hiện các công trình khác nhau là lá cờ Tổ quốc bằng gốm sứ rộng 312m², 6 bức tranh gốm cổ động, thì 4 bức ở hai bên đường băng sân bay ở trung tâm đảo Trường Sa lớn, và 2 bức lớn với chủ đề Trường Sa sức mạnh Việt Nam ở hai bên cầu cảng đảo Trường Sa lớn. Và sau đó tôi có thể hiện những cái tấm bản đồ gốm với ý định là mỗi đảo, mỗi điểm đảo là sẽ có một tấm bản đồ này, và dự án vẫn đang tiếp tục triển khai thực hiện. Và rất là vui là tháng 5 vừa qua tôi cùng với các đồng nghiệp ở công ty nghệ thuật Tân Hà Nội đã hoàn thành công trình công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên cái khuôn viên rộng 400m² ở đảo Sơn Ca.
trung tâm công viên là bức tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp do nhà điêu khắc Lê Đình Bảo thể hiện. Bức tượng rất đẹp, thể hiện được thần thái uy nghi của vị tướng tài của dân tộc Việt Nam. Và sau bức tượng là một bức tường lịch sử trải dài 24 mét, hình vòng cung. Trên đó là tự tay tôi thể hiện 300 bức ảnh lịch sử, diễn tả lại hết lịch sử của Hải quân Việt Nam, của quân đội nhân dân Việt Nam từ ngày thành lập cho đến nay. Và dự án được triển khai phải từ hơn một năm trước. Thì một cái công việc rất là khó khăn là vận chuyển được cái khối tượng rất là nặng. Và tổng tất cả các nguyên vật liệu, tổng cộng là gần 400 tấn nguyên vật liệu này. Và tôi đã phải phối hợp với lữ đoàn 125 của Bộ Tư lệnh Hải quân và vận chuyển bằng tàu Trường Sa 08 ra đảo Sơn Ca. Một cái công việc khó khăn nữa là những cái phương tiện thi công trên đảo cũng rất là khó khăn. Chúng tôi nói chung là rất là thiếu thốn, khí hậu thì khắc nghiệt, năm nay thì đặc biệt là nắng rát. Thậm chí là tôi là cứ làm ngày làm đêm và thích cả làm cả buổi tối hơn, dùng đèn pin để soi, dùng đèn chiếu sáng và thi công cả ngày cả đêm. Thì trong hơn một tháng qua thì là công trình đã hoàn thành, rất là đẹp. Thực sự đây là một cái công trình rất là lớn và rất đỗi tự hào mà từ trước đến nay tôi thực hiện. Có thể nói là một người phụ nữ, thế nhưng mà lại có rất là nhiều những cái ý tưởng và những cái ý tưởng là rất là táo bạo. Chị chia sẻ với chúng tôi về điều này, bởi vì từ một cái con đường gốm sứ dài 4 km, chị lên cái ý tưởng và thực hiện khi mà ở Hà Nội vẫn chưa có nhiều những công trình như vậy. Rồi sau đó lại là ý tưởng đi ra tận đảo, quần đảo Trường Sa của Việt Nam, nơi đầu sóng ngọn gió, để có thể thực hiện thêm những cái công trình. Tại sao chị lại quyết định là mình cần phải thực hiện những cái công trình như vậy mà lại ở những cái địa điểm như là Trường Sa? Thực sự là tôi cũng như rất là nhiều công dân Việt Nam khác, khi lòng tôi cảm thấy bất an khi những biến động, những cái diễn biến phức tạp ở trên Biển Đông những năm vừa qua. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, là nghĩ rằng là cái vấn đề về biển đảo này sẽ còn diễn biến rất là phức tạp, và mình có thể đóng góp bằng tiếng nói của nghệ thuật, có thể đóng góp gì đó cho cái công cuộc giữ gìn chủ quyền biển đảo. Có lẽ trong cuộc đời, chỉ những ai đã từng ngày đêm lênh đênh trên biển và được một lần đặt chân đến Trường Sa, quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc, mới cảm nhận hết được tình yêu đất nước dấy lên trong tim mạnh mẽ tới mức nào. Và mới chợt thấy những gương mặt sạm nắng của người lính biển cũng bỗng trở nên thương mến như đã thân quen tự thuở nào. Vậy nên, từ năm 2012, khi lá cờ Tổ quốc làm từ gốm rộng tới 310m2 được hoàn thành trên đảo Trường Sa lớn như một cột mốc rực rỡ khẳng định chủ quyền biển đảo, họa sĩ Nguyễn Thu Thủy lại tiếp tục mải miết hết công trình này tới công trình khác như một mối duyên định mệnh không thể dứt. Dường như những nắng gió khắc nghiệt nơi đảo xa, những khó khăn, thiếu thốn của những ngày sống trên đảo cũng không làm lay động người nghệ sĩ vốn yếu đuối thì thật yếu đuối, nhưng đã quyết tâm thì mạnh mẽ, kiên cường như những cây phong ba vững chãi cứ vươn lên giữa biển trời. Và đến nay, 4 bức tranh gốm thể hiện hình ảnh làng quê cũng như ngợi ca vẻ đẹp hiên ngang của người chiến sĩ hải quân nơi đầu sóng ngọn gió. Bản đồ Trường Sa bằng gốm sứ cũng ra đời. Và gần đây nhất là công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng được khánh thành trên đảo Sơn Ca.
Nếu có ai hỏi người phụ nữ nhỏ bé đó đã lấy sức mạnh từ đâu để làm nên những điều kỳ diệu đó, có lẽ tất cả đều được bắt nguồn từ trách nhiệm, tình yêu với biển đảo quê hương và mong muốn cháy bỏng được góp một phần nhỏ bé sưởi ấm những trái tim người lính nơi đảo xa. Cái tác phẩm nghệ thuật mà đưa ra ở biển đảo thì cái đấy là cái điều mà xưa nay không ai nghĩ tới cả. Thế mà tác giả đã nghĩ ra và đã đi trước một bước về vấn đề tư duy cho nghệ thuật ở những cái vùng xa xôi, những cái vùng biển, những cái vùng biên giới. Cái nơi đấy nó như thể linh thiêng như một cái cột mốc, nó lại được biểu hiện bằng văn hóa Việt Nam, nó cực kỳ ý nghĩa. Cái nơi mà đầu sóng ngọn gió, cái nơi mà rất xa cái đất liền, mà nơi đó văn hóa của mình vẫn đến được, sưởi ấm được, và phần nhiều là có tác dụng là cái sợi liên lạc, cái tình cảm liên lạc giữa người trong đất liền và những anh lính ở biển đảo. Và tại một cái địa điểm như là Trường Sa thì khi mà chúng ta thường nói tới những cái thiếu thốn vật chất, thiếu nước ngọt, thiếu rau xanh thì chắc hẳn là họ cũng rất cần những cái tác phẩm nghệ thuật như của chị để có thể làm đẹp thêm cái tâm hồn, để họ cảm thấy tự hào hơn, yêu thương quê hương hơn, để có thể kiên cường gắn bó với đảo và bảo vệ quần đảo, đúng không ạ? Đó có phải là một trong số những cái lý do khiến cho chị quyết tâm trở đi trở lại với Trường Sa nhiều lần và thực hiện thêm nhiều những cái tác phẩm ạ? Đúng vậy, cảm ơn Minh Ngân đã nói hộ lòng mình. Mình cũng như mọi người, tất cả các đại biểu khi ra thăm quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc thì ai cũng đều có chung cảm xúc là thấy yêu Tổ quốc mình hơn và càng thêm quyết tâm, tăng thêm ý chí là làm thế nào đó để đóng góp cho quần đảo Trường Sa và giữ gìn vững chắc quần đảo. Trên những cái bức tranh gốm thể hiện ở đảo Trường Sa lớn là chúng tôi đã gửi gắm cái tình cảm đó, nói hộ lòng của cả dân tộc Việt Nam là cùng chung ý chí, cùng quyết tâm, cùng chung tay để giữ gìn biển đảo quê hương. Và một số bức tranh gốm khác thì tôi có thể hiện những cái phong cảnh thân thương của quê hương, của đất liền. Nó như là một cái sợi dây kết nối tình cảm giữa đất liền với đảo xa. Lắng nghe những cái chia sẻ của chị thì cá nhân tôi nhận thấy rằng những ý tưởng táo bạo của chị, những cái khổ tâm vất vả của chị để cho ra đời được những cái tác phẩm nghệ thuật công cộng gắn liền với gốm thì đã phần nào được trả công xứng đáng khi mà những cái công trình đó đã đạt được những cái mục tiêu mà chị đề ra, đã mang lại những cái giá trị tinh thần cho cá nhân chị cũng như cho tất cả mọi người dân của Việt Nam. Rất cảm ơn chị đã chia sẻ ở chương trình ngày hôm nay, và chúng tôi xin được chúc chị sẽ có thêm thật nhiều sức khỏe, sẽ có thêm thật nhiều cái sự cổ vũ, động viên và sự ủng hộ cả về mặt vật chất và tinh thần. Cảm ơn Minh Ngân. Quý vị và các bạn thân mến, như thường lệ thì tiểu mục Góc nhìn lạ sẽ khép lại chương trình Đường đến thành công ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.